mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Tin Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để nhận thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Man City bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích dữ dội. Chính thức, Labi Fekir có bên đô mới. Toby Underwell sắp chốt tương lai. Rakitic chính thức lên tiếng về tương lai. Sốc nặng với mức lương PSG sắp tăng cho Mbappe. Licky Boot được thăng chức, MU không còn giám đốc thể thao. MU bị đối tác dằn mặt trong thương vụ theo đuổi Bruno Fernandes. Và sau đây là thông tin chi tiết. Man City bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích dữ dội. Truyền thông Trung Quốc đã chỉ trích câu lạc bộ Manchester City vì thái độ kiêu ngạo và thiếu tôn trọng sau giải Premier League Asia Trophy. Man City vừa kết thúc giải giao hữu Premier League Asia Trophy trên đất Trung Quốc với thất bại trong trận chung kết trước Wolves. Hòa nhau không đều sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt sút lần lưu may rủi và đoàn quân của Pep Guardiola đã phải chịu thất bại với tỷ số 2-3. Trước đó họ đã có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước West Ham ở bán kết. Không chỉ thất bại trong việc giành cúp, Man City còn thất bại trong việc lấy lòng truyền thông và người dân Trung Quốc. Cụ thể, sau khi giải Premier League Asia Trophy khép lại, Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc đã đăng tải một bài bình luận với tiêu đề "Tình yêu mà người hâm mộ Trung Quốc dành cho Man City đã không được đáp lại" trên trang web phiên bản tiếng Anh. Trong đó, các ngôi sao của The Citizen đã bị chỉ trích là có thái độ kiêu ngạo và thiếu tôn trọng. Trước khi bước vào giải đấu, Man City đã có 2 lần bị hoãn chuyến bay, khiến họ đến Trung Quốc trễ 2 ngày so với dự kiến ban đầu. Các sự kiện và hoạt động bên lề vì thế bị hủy vào phút chót, khiến các cổ động viên của đất nước tỷ dân không khỏi thất vọng. Chưa dừng lại đó, việc huấn luyện viên Pep Guardiola từ chối nói chuyện với các fan sau trận Man City thắng West Ham càng làm cho truyền thông nước này phẫn nộ. Họ cho rằng nhà đương kim vô địch Premier League chỉ tập trung vào mục đích thương mại để kiếm tiền mà không quan tâm đến người hâm mộ Trung Quốc, khác hẳn với cách mà Wolves, West Ham hay Newcastle đã làm. Nếu này lý do là các cầu thủ cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến bay dài hay do lịch trình dày đặc, chúng ta có thể tha thứ cho họ một lần. Nhưng thật không may, cho người dân Trung Quốc và truyền thông bản địa, đây chỉ là một trong số rất nhiều minh chứng cho thấy sự thiếu tôn trọng của Man City đối với nước chủ nhà trong chuyến du đấu này. Với nhà đương kim vô địch Premier League, sự xuất hiện của họ ở Trung Quốc không gì hơn một nghĩa vụ mang tính thương mại. Sự thiếu nhiệt tình và thái độ thờ ơ của họ với các cổ động viên nước chủ nhà trái ngược hoàn toàn với các câu lạc bộ khác. Trong khi các đội bóng khác đến đây với mục đích chiếm được tình cảm và trái tim của người hâm mộ, mục tiêu duy nhất của Man City lại là bòn rút túi tiền của người dân Trung Quốc. Thái độ kiêu ngạo cùng suy nghĩ rằng họ là tâm điểm của sự chú ý tại Premier League Asia Trophy là hoàn toàn sai lầm. Ngày hôm nay, các đội bóng đã rời Trung Quốc với các fan hâm mộ mới cùng sự tôn trọng. Nhưng với Man City thì không, trích bài bình luận trên Tân Hoa Xã. Chính thức, Nabi Fekir có bến đỗ mới. Real Betis, câu lạc bộ xếp thứ 10 La Liga mùa giải vừa qua đã bất ngờ trở thành bến đỗ mới của ngôi sao người Pháp Nabi Fekir. Ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, Nabi Fekir suýt trở thành người của Liverpool với mức phí chuyển nhượng lên tới 60 triệu euro. Tuy thương vụ đổ vỡ vào phút chót nhưng ngôi sao người Pháp vẫn được liên hệ với nhiều ông lớn như Chelsea, Arsenal, Bayern Munich hay thậm chí là cả Real Madrid. Dù vậy, bến đỗ mới của anh lại là một đội bóng tầm trung, câu lạc bộ xếp thứ 10 La Liga mùa giải vừa qua, Real Betis. Trên trang chủ câu lạc bộ, Real Betis xác nhận đã có được sự phục vụ của Fekir theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Số tiền đội bóng thành Sevilla phải bỏ ra ở thương vụ này chỉ là 20 triệu euro, kèm tối đa 10 triệu euro phụ phí. Ngoài ra, họ sẽ phải trích 20% phí chuyển nhượng cho Lyon nếu bán tuyển thủ Pháp trong tương lai. Fekir là một sản phẩm ưu tú của lò đào tạo trẻ Lyon và được đơn lên từ đội 1 từ năm 2013, trải qua 6 mùa giải chơi cho Mãnh Sư. Tiền vệ tấn công này ra sân 193 lần, ghi được 69 bàn thắng và thực hiện 46 đường kiến tạo. Trong áo đội tuyển quốc gia Pháp, anh có 21 lần ra sân, ghi 2 bàn và góp mặt trong thành phần Les Bleus lên ngôi vô địch thế giới năm 2018. Mùa giải vừa qua, Fekir đóng vai trò thủ quân của Lyon, vẫn chơi tương đối nổi bật với 12 bàn thắng và 9 kiến tạo trên mọi đấu trường. Tuy nhiên với việc anh chỉ có 1 năm hợp đồng và từ chối gia hạn, đội bóng Pháp đành ngậm ngùi bán với giá rẻ ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Tới Betis, Fekir được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của Giovanni Lo Celso. Tiền vệ người Argentina nhiều khả năng sẽ gia nhập Tottenham với mức phí 70 triệu euro ngay trong tuần này. Toby Underwell sắp chốt tương lai. Trung vệ người Bỉ, Toby Underwell sắp sửa chốt tương lai. Mùa giải vừa qua, Tottenham đã tự động gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Toby Underwell. Việc này dẫn đến trung vệ người Bỉ có điều khoản giải phóng mức giá khá rẻ là 25 triệu bảng ở mùa hè 2019. Tuy nhiên, Underwell bất ngờ không được các đại gia săn đón như trước đây. Đến thời điểm này, ngôi sao của Tottenham chỉ thực sự được AS Roma quan tâm, nhưng anh không hứng thú với việc chuyển đến Italia thi đấu. Theo nguồn tin của Sky Sports, điều khoản giải phóng trị giá 25 triệu bảng của Toby Underwell sẽ hết hạn vào thứ năm tới. Sau thời điểm đó, các câu lạc bộ muốn có trung vệ người Bỉ sẽ phải đàm phán giá cả với Tottenham. Trong bối cảnh đó, Toby Underwell dường như cũng đã chốt tương lai với Tottenham.
đặc biệt sau khi anh được đeo băng đội trưởng đội bóng này ở trận thắng Juventus 3-2. Chia sẻ với các phóng viên, trung vệ 30 tuổi này nói: "Đúng vậy, tôi dự kiến sẽ bắt đầu mùa giải mới với Tottenham. Trọng tâm của tôi là bóng đá, mọi thứ có thể diễn ra nhanh chóng nhưng tôi đang tập trung vào Spurs và cố gắng đạt thể trạng tốt nhất khi mùa giải mới khởi tranh. Tôi nghĩ huấn luyện viên biết tôi cam kết với câu lạc bộ và đội bóng này, nhưng bạn không thể nói trước điều gì trong bóng đá. Ở trận đấu với Juve, tôi đã được đeo băng đội trưởng, điều đó cho thấy niềm tin của huấn luyện viên dành cho tôi và cũng cho thấy tôi đã thể hiện thái độ đúng." Rakitic chính thức lên tiếng về tương lai. Tiền vệ Rakitic đã lên tiếng về tương lai sau những tin đồn cho rằng anh sẽ rời Barca ở kỳ chuyển nhượng hè 2019. Việc Frankie de Jong cập bến Camp Nou đã khiến tương lai của Rakitic trở nên mờ mịt. Nhiều tờ báo Tây Ban Nha đăng tải thông tin cho rằng tiền vệ người Croatia sẽ chia tay đội bóng xứ Catalan ở phiên chợ hè 2019 để được ra sân nhiều hơn. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Goal mới đây, Rakitic đã bác bỏ tất cả. Anh nói: "Tin đồn chuyển nhượng là điều mà tôi khá quen thuộc. Nó đã xảy ra với tôi ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Tôi đã có cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo đội bóng và huấn luyện viên của mình. Chúng tôi có cùng quan điểm là tôi sẽ ở lại Barca. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón mọi thứ, nhưng ý định của tôi là ở lại đội bóng. Hiện tại, hợp đồng của tôi với đội bóng vẫn còn 2 năm nữa. Do đó tôi muốn tiếp tục tận hưởng bầu không khí ở Barca." Tiền vệ 31 tuổi chia sẻ thêm, Rakitic tuyên bố sẽ ở lại nhưng vẫn còn nhiều đội bóng muốn có được chữ ký của anh ở phiên chợ hè năm nay. Nói về điều này, cựu cầu thủ Sevilla cho hay: "Nó sẽ không làm phiền tôi. Điều này khiến tôi tự hào vì nếu các đội bóng khác muốn có chữ ký của tôi thì tức là tôi đang làm rất tốt công việc của mình." Hợp đồng hiện tại của Rakitic với Barca còn thời hạn tới năm 2021. Mặc dù khẳng định muốn ở lại Barca, nhưng tiền vệ sinh năm 1988 lại không còn nằm trong kế hoạch gia hạn của đội chủ sân Nou Camp. Đó là lý do vì sao anh chưa được đội bóng này đàm phán gia hạn hợp đồng. Sốc nặng với mức lương, PSG sắp tăng cho Mbappe. Theo thông tin từ Sport, bánh nạo PSG sẽ gia hạn hợp đồng và tăng lương đến 50 triệu euro một mùa cho tiền đạo trẻ Mbappe. Kylian Mbappe là cây sân bằng tốt nhất của PSG ở mùa giải 2018-2019 với 39 bàn thắng sau 43 trận. Tiền đạo trẻ người Pháp đang được Man City theo đuổi sát sao. Thậm chí đội bóng Anh còn dụ dỗ cựu cầu thủ Monaco với mức lương khủng. Thấy Man City có kế hoạch hút máu mình nên bánh nạo PSG không thể ngồi yên. Theo thông tin từ Sport, đội chủ sân công viên Quốc Hoàng Tử chuẩn bị gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Kylian Mbappe và tăng lương cho cầu thủ 20 tuổi lên 50 triệu euro một mùa, tăng 32 triệu euro so với mức lương hiện tại. Với mức đãi ngộ này, Kylian Mbappe là cầu thủ hưởng lương cao nhất trong lịch sử PSG. Số tiền mà cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018 nhận ở bản hợp đồng mới cao hơn 20 triệu euro một mùa so với những gì Neymar đang hưởng. Tuy nhiên, do sợ vỡ quỹ lương nên quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Kylian Mbappe sẽ được PSG tiến hành nếu như họ đẩy được Neymar rời nước Pháp. Hiện tại, tiền đạo người Brazil cũng bày tỏ nguyện vọng được ra đi ở mùa hè 2019 và muốn trở lại khoác áo Barca. Hợp đồng hiện tại của Kylian Mbappe với đội chủ sân công viên Quốc Hoàng Tử còn thời hạn tới năm 2022. Theo định giá của trang Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của tiền đạo này là 200 triệu euro, đắt giá nhất thế giới, cao hơn siêu sao Messi 50 triệu euro. Nicky Butt được thăng chức, MU không có giám đốc thể thao. Hôm qua, Manchester đã quyết định thăng chức cho Nicky Butt làm trưởng phòng phát triển đội 1 của câu lạc bộ. Trong những năm qua, Nicky Butt đã đi lên từ huấn luyện viên U23 cho đến giám đốc học viện của MU. Hôm qua, cựu tiền vệ 44 tuổi này tiếp tục được ban lãnh đạo MU thăng chức, bổ nhiệm làm trưởng phòng phát triển đội 1 của câu lạc bộ. Trong thông báo trên trang chủ, MU mô tả công việc chính của Nicky Butt là làm việc với huấn luyện viên sâu xa và với ban huấn luyện của Quỷ Đỏ, qua đó tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa đội trẻ và đội 1. Ngoài ra, Butt cũng có tiếng nói trong các quyết định quan trọng của học viện MU và là thành viên của hội đồng kỹ thuật câu lạc bộ. Theo truyền thông Anh, vai trò của Nicky Butt gần giống với vị trí giám đốc thể thao ở các câu lạc bộ khác. Tuy nhiên, không ai rõ quyền lực thực sự của ông tại MU đến lúc nào. Với động thái này, MU gần như sẽ không bổ nhiệm một giám đốc thể thao như kỳ vọng của người hâm mộ của họ trong thời gian qua. Thay thế Nicky Butt làm giám đốc học viện MU là Licky Cox, một cái tên khá xa lạ với cả người hâm mộ của đội bóng này. Nicky Butt nói: "MU nằm trong DNA của tôi và được đảm nhiệm vị trí này là niềm tự hào to lớn đối với cá nhân tôi. Tôi có đam mê lớn trong việc nuôi dưỡng, phát triển và huấn luyện các tài năng mà chúng tôi có ở đây, trở thành các cầu thủ hàng đầu cho câu lạc bộ. Dưới sự dẫn dắt của sâu xa, tầm nhìn của chúng tôi là đảm bảo việc cung cấp môi trường phù hợp cho các tài năng trẻ của chúng tôi phát triển mạnh mẽ." MU bị đối tác dằn mặt trong vụ theo đuổi Bruno Fernandes. Chủ tịch câu lạc bộ Sporting Lisbon tuyên bố sẽ không bán ngôi sao số 1 trong đội hình nếu MU tiếp tục trả giá rẻ. Trước tin đồn Man United sắp sở hữu Bruno Fernandes với giá rẻ, chủ tịch Sporting Lisbon, ông Federico Vandadas ngay lập tức lên tiếng phản bác: "Tôi không biết có bao nhiêu câu lạc bộ muốn có Bruno, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng những lời đề nghị 55 triệu euro, 62 triệu euro sẽ không bao giờ mang được cậu ấy rời khỏi Sporting Lisbon." Ông Federico tuyên bố:
Truyền thông Anh đưa tin, Juventus đã tiến sát việc sở hữu Bruno Fernandes với giá 55 triệu euro, mức giá khá rẻ so với một chân sút đã ghi đến 25 bàn thắng, kiến tạo 13 lần ở mùa giải trước. Tuy nhiên, Sporting vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị của Quỷ Đỏ. Một số nguồn tin cho biết, câu lạc bộ Bồ Đào Nha chỉ để trụ cột sinh năm 1994 ra đi nếu nhận đủ 78 triệu euro phí chuyển nhượng hoặc 100 triệu euro thông qua điều khoản giải phóng hợp đồng. Fernandes cũng bày tỏ nguyện vọng thử sức tại Premier League mùa giải tới. Tôi là một người có tham vọng, tôi luôn muốn được đến nước Anh, đó là nơi tôi có thể tập trung chơi bóng mà không cần bận tâm đến bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, các giải vô địch quốc gia như Italia, Tây Ban Nha, Đức cũng có tính cạnh tranh không kém. Fernandes nói thêm, không chỉ có Manchester, PSG cũng đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Fernandes. Với tiềm lực tài chính, nhà đương kim vô địch Ligue 1 hoàn toàn có thể nâng tay trên mục tiêu số 1 trong danh sách mua sắm của huấn luyện viên Solskjaer hè này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở khu vực bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe để nhận thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.